Mình có về về nha, Su ở nhà rồi. Bình, về đi. Trời. Trời ơi. Trời ơi, giờ này mà con nó còn chưa xuất luôn này cô chú. Giờ Su phải kêu như vậy thôi chứ. Như vậy hoài chắc Su đi học trễ luôn quá. Dậy. Không. Dậy. Không. Không. Đi dái đi. Không. Mỗi sáng vui vẻ chắc một chút các chị. Mỗi sáng vui vẻ chắc một chút cô chú ngủ ngon. Nay vậy này cho Na đi học chứ nha. Nó mới các bạn là nó chơi đúng. Các cô chú, các anh chị buổi sáng vui vẻ. Chị ngắn. Đeo khẩu trang lên. Chị cắn. Chị Na đây. Giờ thì tôi với mẹ với Na đã xong xuôi hết rồi. Giờ chỉ còn đợi mẹ đi lên nữa. Là Su với Na sẽ đi học. Cắn, nổi cắn. Hôm nay ngoài mẹ Na có cái cắn, ngắn, ngắn. Em, giờ chưa, giờ chưa ốm sườn chưa, ốm sườn chưa đau á, chân cẳng. Ừ đều của chị em cử giờ đi đâu? Giờ sẽ đi mua đồ ăn sáng chứ. Hôm nay dậy sớm nha mọi người, hôm nay là dậy trước ông trời không? Dậy mới có 5:30 là dậy đúng luôn. Giờ thì em sẽ chở Su với Na đi mua bánh mì. Bánh mì hành tam giác, bánh mì kim bách đúng không? Dạ. Hôm nay anh ta xuất sức. Ủa hôm nay có mình anh bán hả? Cái em kia đâu? Ok. Bye bye. Na chào cô chú ơi. Chào cô chú ơi, giờ còn lại xúc xích nữa nè. Đúng rồi, ăn xúc xích tí nữa nha. Mới lột cái vỏ của xúc xích ra mọi người nè, nó mới ăn được. Cô cái xúc xích 10.000. Con sợ đi đâu nha. Hả? Con sợ đi đâu. Con sợ đau răng hả? Không, không được. Ăn đi. Ở đây có mấy dãy phòng trọ. Uống hả? Uống đi. Nước lên lớp hả? Cầm nướng, cầm nướng lên lớp chi? Dạ. Cô giáo có cho không? Cô giáo cho. Cho hả? Đi đi. Ừ. Nha. Dạ. Ừ, bye bye. Bye bye. Đây mẹ gửi tóc dép cho. Gửi dép mang, mẹ cầm về dép về ha. Không, cô giáo mang dép. Rồi 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 tí nữa mẹ chiều mẹ mang lên cho Na xách cái đó thôi. Ừ, cho. Xách này nó nặng lắm. Cái nữa. Nặng lắm. Na xách này lên nổi không? Dạ. Nổi không? Dạ. Đây rồi, mẹ cho. Bye bye Na nha. Bye. Ừ. Nổi không hay là mẹ cầm lên cho? Mẹ cầm lên không? Mẹ cầm lên. Hay Na tự cầm? Na tự cầm đi, đi đi. Dạ, đi. Ok.
chơi. Đi lên coi nè thôi. Nay vô chổng nè, cất đi. Nay cỡ cất dép đi. Còn chiếc dép nữa kìa. Cô giáo đâu rồi? Cô giáo chưa tới. Sợ gì? Sợ gì ạ? Na sợ gì? Đó là bạn gì ạ? Hả? Bạn gì đâu? Đấy hả? Ừ. Bỏ cặp đâu? Bỏ cặp. Ừ. Uống hả? Ừ, uống đi. Cái này hình của mấy bạn nào á, không phải hình của mình. Ơi. Rớt rồi. Rớt gì? Rớt. Rớt gì? Trời. Rớt. Rớt cái này hả? Rớt cái này. Ô uống hả? Uống đi. Con này cô giáo làm gì nè? Cô làm chơi hả? Hả? Cô làm đó chơi hả? Ừ. Cô làm chơi hả? Ừ, chơi đi. Đâu sửa gì ạ? Hả? Sửa gì ạ? Sửa gì? Bạn gì ạ? Sửa bạn á. Hả? Ừ. Sửa bạn. Thank you.
nói cho con chú biết vậy? Điện, mở điện cho nó rồi. À, chú điện cho chú Lan này. Cái hôm nay chưa có cửa rồi. Mẹ nhà nha, tao đi đây. Ok, bye bye. Đây sẽ là phần. Trời chuẩn bị mưa rồi, tôi chạy lên rước em nha. Tôi đưa cặp cho mẹ nha. Mẹ chạy lên kia mẹ đợi nha. Này nó. Giờ đây. Lên lắm. Mẹ đi đứng. Đeo đôi dép mà nhìn khổ. Không biết là của cô với của cô Trinh đó. Hai người đó mới của ai mà. Yêu vô nhanh đi. Chào ông. Chào ông. Dạ. Đi. Chậm quá hả? Đúng rồi, chào chị Bình lại coi. Chào chị Bình. Rồi đi vô đi. Đi vô không? Đi xuống chị Hai. Hả? Xuống ra, xuống lấy cái hộp tem của chị Hai á, đem vào đây mẹ đưa cho chị Hai, mẹ đi mua cơm. Cơm mua cơm. Bình có về nha, Xu ở nhà rồi. Bình, về đi. Trời. Ôi ơi. Kêu lại coi. Yeah. Kêu ai vậy? Về đi. Kêu ai? Về chị Bình đi. Chị Bình về đi hả? Trời, nó kêu Bình về đi ra, mày nghe không Bình? Bình với là chị. Ông ở đây nè. Dạ, đi xuống rồi. Nè, xuống đi. Nè, đi xuống luôn đi, nè ở nhà đi. Xuống đi. Nè có đi không? Nè có đi. Thôi xuống ở nhà chị đi, ở nhà có máy tính đi. Dạ. Xuống gội đầu cho em nha. Ừ, kêu xuống gội đầu cho chị Bình đi, đúng rồi đó. Ây da, ây da, ây da. Rồi. Nè, cầm vô gì hai. Hả, cầm vô. Cho cô chú chậu nhỏ. Có bóng nút rồi. Chị Ca đâu? À. Cái gì vậy? À, có chị Ca đâu rồi? Ủa chị Ca đâu rồi? Ca đi đâu rồi? Đi đi nơi nào? À, của thằng ấy hả? Nó gửi á hả? Ừ. Gửi gì em nhận á. Mm.
xà thì để góc nào đó thì sao quay. Ủa chim chim là chị bao nhiêu ký à?
gì vậy trời? Dạ cây. Cái này ăn như đeo hả? Đó ăn gì vậy? Đó ăn gì vậy? Dưa leo. Dưa leo hả? Dưa leo. Ngon. Nè có tội là nó ăn dưa leo bạn ăn gỗ thôi mà bỏ vỏ. Rồi xin mời các cô chú các anh chị cùng ăn cơm với Xuân nha. Rồi nè cho nó uống hết đi. Nó uống rồi. Không. Không uống rồi. Cho nó uống. Thôi từ 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 từ. Hả? Mời cô chú nha. Chỗ dạ cho chú bánh cơm này ngon. Không còn cho nước mắm cũng làm đà nữa. Hello, chào mọi người. Em vừa mới nhận được cái đơn hàng mọi người, không đồng. 10 x 10 x 10. Cái này là cái gì trời? Để nghe cho. Không biết cái gì luôn. Đó thời là... trang LMB. Thời trang Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đến Võ Thị Kim Nhung. Số điện thoại tiệm salon tóc. Địa chỉ nhà em cho xem hàng. Cho thử xác nhận. DIDB. Số tiền thu hộ. Túi sách nữ thời trang Ellie đỏ. Khui khui khui. Trời ơi, màu đỏ trời. Màu đỏ. Thôi để tí nữa khui. Hả? Tí nữa khui. Xu xuống dưới dọn dẹp chưa? Dạ, ăn cơm hả? Ăn cơm xong chưa? Dạ. Ăn chưa? Ăn cơm. Dạ. Không ăn thì thôi, nghỉ đi. Nè, sáng nay có cô giáo là ra dẻ đúng không? Dạ. Cô giáo nãy là nói cô giáo sao? Cô giáo đánh tay cho trò. Cô giáo làm cái gì? Cô giáo đánh tay. Đánh tay ai? Nè. Đánh tay ai? Cô giáo. Cô giáo làm cái gì? Ăn cơm hả? Ăn mà nhã nhã vậy hả nè? Cho nó dẹp đi cô nghĩ, cho nó ăn đi, nó ăn nó không ăn nổi. Bỏ nha. Ừ. Chơi với hả? Ừ. Cái giết. Hả? Cái giết. Cái giết hả? Ừ. Hello, xin chào mọi người. Em vừa mới có được một đơn hàng mọi người. Một combo. Một combo của Sam Nghi Ngờ mọi người. Em này tên Nhi mọi người. Nhi Nguyễn 57, em biết em có trả lời cái bình luận của em Nhi kia rồi, xong rồi em không biết em có lập nick khác mẹ không nữa, em cũng mẹ phân vân quá. Em là một cái người rất là mẹ con ăn chứ hả, rất là gì ta, đa nghi mọi người, em rất là đa nghi mà thôi kệ, chứ giờ đặt rồi phải giao kệ. Đơn hàng ra đi nha mọi người, một combo nha. Nếu mà không có gì thay đổi thì nó sẽ đi 2 ngày tới khách. Còn nếu mà nó có gì thay đổi thì 10 ngày sau nó quay lại em. Luôn mọi người, cuối cùng Na nó cầm cây bút lông nó để trong cái hộp tủ của nó mọi người. Chịu nổi không? Tử như xa tận chân trời ai ngờ tận nay. Chạy hai, em với Su chạy kiếm xỉu luôn. Cho con Na lên lầu tắm nha. Dạ. Tắm cho nó sạch sẽ rồi thay cho nó bộ đồ khác á. Mẹ thấy nó dơ lắm luôn rồi đó.
để cái đó ngoài đó luôn hả? Đâu? Cái thịt rác này nè. Cái này là chị để đây để cô có cô quên mà. Cái này con nhớ là con bước vô là nó nằm ở dưới đó luôn mà. Đây là chị có cô quên không phải tôi để cho đây. Chào cô chủ ơi. Chào cô chú, cái chào cô uống sữa với Na. Cô uống sữa với Na, ai cho Na uống sữa? Na nói sao, Na nói chị Su ơi cho em. Xin chị Su. Cảm ơn chị Su. Cảm ơn chị Su. Cảm ơn chị Su. Rồi, ngủ rồi. Nến. Rồi, nến luôn. Nến. Uống sữa. Uống ăn. Su lấy phần quà vô Su. Nè. Nào chúc cô chú ngủ ngon nè. Chúc cô chú các chị ngủ ngon vui vẻ. Buổi sáng vui vẻ. Mình khui. Rồi giờ này buổi sáng gì? Mình khui quà trước mình hẳn ngủ ngon đi cô chú. Cô chú xin nháp đi hiền. Đấy nó khui. Từ từ. Mẹ rất kem nè. Coi nữa. Nè. Chào cô chú. Ok, giờ em sẽ khui một món hàng nha mọi người. Món hàng này của shop thời trang Ellie. Ellie là thời trang. Khui bên này đi, tại bên này nó có cái giờ thấy đẹp rồi. Ai cũng vậy cho mình. Wow. Amazing luôn. Oh my god. Dục quang bên không cần. Còn có cái túi này đẹp nữa Su ha. Dạ. Đẹp cho mình nữa. Túi này đem đi học đẹp đó chứ bộ. Được không? Ellie trân trọng quý khách. Ủa cho mình nữa. Chúc mừng gì? Được ra. Chúc mừng gì? Từ từ từ. Nhân dịp 20 tháng 10 gửi đến những điều tốt đẹp nhất. Món quà này hy vọng em thích nó. Chúc lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe và an nhiên. Wow. Wow. Ta. Trong cái này hả? Viết chữ bằng tay luôn hả ta? Có số luôn mọi người. Em hàng nó là ok, tí nữa xu đọc sao nha. Nè, mình sẽ khui này trước nha. Sẽ đọc nha. Ok, giờ thì sẽ khui cái này nha mọi người. Đây nè, không bên này nè. Chưa tới 20 tháng 11 mà được nhận quà sớm vui nha. Đây là món quà thứ hai nha mọi người. Món quà đầu tiên là của Su. Rồi sao nhiều túi chứ ạ? Nhiều cái bọc này quá vậy, nãy cái bọc kia, giờ thêm cái bọc này nữa. Bọc này cũng được. Ellie. Wow. Amazing. Su thấy sao Su? Đẹp. Đẹp hả? Đẹp. Cũng đẹp. Nhưng mà Su nghĩ. Su nghĩ, theo Su nghĩ là cái này phải dành cho mấy người lớn lớn tuổi mới xem. Dạ. Chịu một. Chịu gì? Chịu hả? Ghê. 1.999 Việt Nam đồng. 1.100.000. 100. 1.199. Gia tổng hợp. Ủa cái này là cái gì mà sao mắc dữ ta? Là cái túi xách không? Trời đất, là cái dây.
màu đỏ này không phải là màu đỏ tươi, cũng không phải là màu đỏ đô, đỏ máu, đỏ cam. Là cái túi mọi người. Ủa rồi bỏ vô cho có rồi bỏ vô cho nó cắt cái con á. Rồi không gian này. Ôi mọi người ơi, cái túi của mọi người. Cho cái túi. Sao? We stop. Stop thiệt. Nhưng mà nó sang quá xuống ha. Sang quá mẹ, nhìn phèn quá. Nhìn nó hơi chung tuổi. Cô có cái túi. Cái túi. Cảm ơn một người khác đã tặng cho em một món quà nha. Có cái túi. Này có cái túi nè. Nào uống sữa đi Nai, giờ còn Nai còn đi lấy cái túi nữa trời. Nai lấy. Thôi uống sữa đi. Dạ hôm nay cũng có cái túi nha. Đẹp. Ok cái túi này. Nhìn đẹp. Em sẽ giữ lại cho nó đúng con nha mọi người. Kỹ quá ha. Đẹp quá ha. Ở đường xé ra xuống. Xé ra nhăn nhau luôn. Ellie. Đây cũng có một ngăn đó nè mọi người. Ngăn nó để dừng. Đựng tiền. Đựng gì? Ok. Cảm ơn. Thank you. Em cảm ơn một người khách đã tặng quà cho em nha. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều, món quà rất là ý nghĩa, bất ngờ nha mọi người. Em không nghĩ là em được tặng một cái túi. Mình trước hình như em nhớ em được tặng một cái túi của chị Trúc Ngân. Đây chị Trúc Ngân. À, nó thấy em cua cái túi xong giờ nó lại đó lấy cái túi kìa. Cái túi. Cái túi làm gì? Rồi. Đó. Phá. Lì á. Có để là. Cất không? Để vô. Lên nằm ơi. Không. Quýnh cho giờ. Lì. Chúc cô chú ngủ ngon này. Chúc các chị ngủ ngon. Chúc cô chú các anh chị ngủ ngon. Bye bye mọi người nha. Giờ em đi qua bên kia like với mọi người.